Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chuyên nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3100, là dòng xe đạp đường phố dành cho các bác mua về để sử dụng đạp thể dục thể thao trong phố, rèn luyện sức khỏe. Thì cái mức giá của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 6.800.000, một mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe bãi Touring thể dục hàng ngày trên những cái đường phố. Thì sử dụng những chiếc xe như này rất là tốt, cái khả năng luồn lách hay là đi thì cũng rất là an toàn. Xe thì được sử dụng một bộ nút của Shimano, bộ chuyển động Shimano Aceza. Trên này là gạt đĩa Shimano Antut với 8 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe đó 24 tốc độ khác nhau. Rồi trang bị bộ phanh vì thường thấy ở trên những chiếc xe đạp bãi. Toàn bộ chiếc xe là nhập khẩu nguyên bản, nguyên zin các bác nhé, nguyên zin hết 100%. Trên là phần ghi đông đây, trang bị bộ tay bấm xả và phanh cơ Shimano. Hai bên ghi đông của Ford, nguyên zin nguyên bản, cọc yên rồi yên xe nguyên bản hết. Khung xe là khung nhôm. Đây là website của hãng đây, website của xe đây. Sử dụng công nghệ nhôm Alux, công nghệ độc quyền của Gian. Đồ FCR 3100. Mang về một chiếc xe màu trắng vàng, rất là đẹp, cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung. Form dáng xe thì cũng rất là đẹp các bác nhé, các bác nhìn là thể form dáng xe rất là đẹp. Thì size xe là size M, thì lát nữa em sẽ đo size cho các bác xem sau. Bánh 700c như nguyên bản trong xe. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 54 cm. Thì size của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Shimano Aceza 8 tầng lít và 3 tầng đĩa. Các xe có 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động xe các thứ còn rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình
ấn thêm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của Nemo Lên Kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.